Xin kính chào các bậc phụ huynh cùng toàn thể các con yêu quý. Hôm nay cô Hương cùng các bậc phụ huynh và các con đến với hoạt động khám phá khoa học. Trong hoạt động khám phá khoa học ngày hôm nay, cô Hương và các bậc phụ huynh cùng hướng dẫn các con trò chuyện về một số con vật sống trong rừng. Trước khi vào giờ học ngày hôm nay, cô và các con cùng đến với bài hát Đố Bạn, Nhạc và Lời của Hồng Ngọc. Trời cây nhân thông thoát đố bạn biết con gì? Đầu đời hai cái ná đúng là chú hung sao? Hai tay to phanh phạch đó là chú voi to. Trông xem kia, ai đi như thế kia? Phục phịch, đó là bác câu đen. Các con ơi, các con vừa hát xong bài hát Đố Bạn. Vậy thì trong bài hát có những con vật gì? Trong bài hát có con khỉ, voi, hươu và có cả con gấu nữa đấy các con ạ. Vậy thì chúng mình có biết khỉ, voi, hươu và gấu là những con vật sống ở đâu không? À, đây là những con vật sống ở trong rừng đấy. Để biết được trong rừng xanh có những con vật nào, cô và các con cùng khám phá nhé. Không biết trong khu rừng này có con vật gì nhỉ? Con vật gì mà có cái voi dài vậy các con? Wow, hóa ra là một con voi rất to. Con voi có da màu gì? Voi là con vật to lớn, có bộ da màu xám. Voi có đầu và chúng có đôi tai rất to. Voi còn có ngà màu trắng và rất cứng. Voi có bốn chân và có chiếc vòi dài để lấy nước và thức ăn để cho vào miệng đấy. Voi còn có một chiếc đuôi dài nữa đấy các con ạ. Rất thích ăn mía, ăn lá cây, sống từng bầy đàn. Voi còn đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ đấy các con ạ. Chúng mình hãy tiếp tục khám phá khu rừng nào. Các con nhìn xem đây là con gì? Đây là con khỉ. Con khỉ có những bộ phận nào nhỉ? Con khỉ cũng giống như con voi, có đầu, có bộ lông màu xám, thân hình nhỏ hơn con voi, và còn có cái chân rất hay tài leo trèo đấy. Con khỉ còn có đuôi, có tai, mắt, mũi và miệng nữa đấy. Và khỉ rất thích ăn gì các con? Đúng rồi, khỉ rất thích ăn hoa quả và đặc biệt là quả chuối đấy. Bây giờ chúng mình cùng đi sâu vào trong khu rừng với cô nhé. Con vật gì kia các con? Đó là con hổ đấy các con ạ. Các con quan sát con hổ xem lông của chúng như thế nào? Bộ lông của con hổ có màu vàng đậm, có những tằn đen. Chúng có bốn chân. Dưới chân là bộ móng sắc nhọn để săn mồi. Hổ là loài động vật thích ăn thịt. Chúng sống đơn độc. Hổ đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Chúng mình có biết hổ còn có tên gọi khác là gì không? Còn gọi là con cọp đấy các con ạ. Chúng mình vừa tìm hiểu về ba con vật. Đó là con voi, con khỉ và con hổ. Bây giờ chúng mình cùng so sánh những đặc điểm giống và khác nhau của con hổ và con voi nhé. Các con hãy quan sát thật kỹ hai con vật này và nói cho cô giáo nghe xem chúng giống nhau và khác nhau ở điểm gì. Các con hãy chú ý lên màn hình và cô sẽ nói cho chúng mình nghe đặc điểm
khác nhau của con hổ và con voi nhé. Con hổ là con vật rất hung dữ, còn voi là con vật hiền lành. Con hổ thích ăn thịt, còn con voi thích ăn mía và lá cây đấy. Con hổ có dáng người nhỏ nhắn hơn con voi và hổ chạy nhanh hơn con voi. Có một điểm khác nhau nữa là con voi có đôi ngà trắng, còn hổ thì không có. Hai loài động vật này cũng có một số đặc điểm giống nhau. Con hổ và con voi đều có các bộ phận như đầu, mình, đuôi và chúng có bốn chân, đều là những con vật sống ở trong rừng và chúng tự kiếm thức ăn cho mình đấy các con ạ. À, ngoài con voi, con khỉ và con hổ thì có rất nhiều loài động vật sống trong rừng khác như con gấu, ngựa vằn, con hươu sao, con báo và con hươu cao cổ đấy. Trong rừng còn rất nhiều các loại động vật khác sinh sống nữa các con. Chúng mình hãy tìm hiểu thêm rồi kể cho bố mẹ nghe nhé. Hiện nay có một số con vật được đưa về vườn bách thú để người dân tham quan. Các con hãy nhớ, các con vật sống trong rừng rất hung dữ nên khi đi tham quan các con không nên trêu chọc, không lại gần các con thú dữ nhé. Ngoài ra chúng mình phải biết yêu quý và bảo vệ các con vật sống trong rừng nhé. Sau khi khám phá rừng xanh, cô có một trò chơi dành cho chúng mình. Chúng mình hãy nhìn lên màn hình và tìm cho cô loài động vật sống trong rừng. Các con đã có đáp án của mình chưa? Đáp án đúng của cô là con gấu và con báo đấy. Chúng mình có lựa chọn giống cô không? À, các con giỏi quá. Cô thưởng cho các con một tràng pháo tay thật to nào. Giờ học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con trong các video tiếp theo. Cô xin chào tạm biệt các con.